Giăng đoạn 12. Vả dẫu Ngài đã làm bấy nhiêu phép lạ trước mặt chúng, họ cũng không tin Ngài. Để được ứng nghiệm lời này của đấng tiên tri Esai: Lạy Chúa, ai đã tin lời giảng chúng tôi, và cánh tay Chúa đã tỏ ra cho ai? Vả lại, chúng không thể tin, vì Esai lại có nói rằng: Ngài đã khiến mắt họ mù, lòng họ cứng, hầu cho mắt chẳng thấy, lòng chẳng hiểu, không tự hối cải, và ta chẳng chữa lành cho. Esai nói điều đó khi thấy sự vinh hiển của Ngài và nói về Ngài. Nhưng trong hàng quan trưởng cũng có nhiều người tin Đức Chúa Giêsu, song vì có người Pha-ri-si nên không xưng Ngài ra, sợ bị đuổi khỏi nhà hội chăng. Vì họ chuộng danh vọng bởi người ta đến hơn là danh vọng bởi Đức Chúa Trời đến. Sa-cha-ri đoạn 12. Ta sẽ đổ thần của ơn phước và của sự nài xin ra trên nhà David và trên dân cư Jerusalem. Chúng nó sẽ nhìn xem ta là đấng chúng nó đã đâm, và chúng nó sẽ thương khóc như là thương khóc con trai một, sẽ ở trong sự cay đắng như khi người ta ở trong sự cay đắng vì có con đầu lòng